Anh em có nhu cầu mua lít dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop lít rẻ 24h.com. Chà, dùng ngon, dùng nhiệt anh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm kỷ niệm cho ông em Ưng Vi Thành. Đấy, cho ông em Vi Thành nha, đọc Vi Thành nha. Nhưng mà sao Thành có cái tên gọi là họ Ưng à anh em ạ? Họ Ưng nghĩa là sao hả Thành? Sao nghe họ lạ nhở? Thì hôm nay mình làm clip kỷ niệm cho em Thành. Mình sẽ làm cái con M200 Boom Skin đấy. Con này là con báu vật, con này là con Halloween nhá mọi người. Chà, con này cũng khá là đẹp luôn. Rất là rực rỡ, màu bí ngô luôn. Lễ hội hóa trang cầu A nhà này. Vừa mở vào mở bát cái này anh em ơi, hai mạng rồi. Room này nhiệt đấy. Cố gắng chơi cái room nhiệt này nha anh em. Chà, vào thì room rực rỡ ghê ta. Nước à? Nước đâu? Úi dồi ơi, mình xin. Mình xin là ba mạng thôi, ok luôn. Mở bát ba mạng, trận này có khi nào điểm không ta anh em? Trận này có khi nào điểm nhỉ? Ba mạng nữa, có khi nào nó tương ứng với lại 30 kin không ta? Chà. Đầu A bay một thằng. Chà, bên này không ai bắn nước hả? Bên này không ai có Barret canh hành lang à? Mà mình cũng thích kiểu có ông nào cầm Barret mà đứng ở hành lang thì đẹp quá. Tôi rút cái nước cho nó phê pha. Mà tem này có vẻ như là anh em sợ nước. Đấy. Khả năng mấy ông này kiểu là anh em có biết cái kiểu sợ nước là gì không? Là mấy ông lười tắm ấy. Theo mình nghĩ là mấy ông này lười tắm ấy, sợ nước. Nước B có phải đây. Có phốt đây. Đâu rồi? À, đang bắn nhau với đồng đội tôi anh em ạ. Đang bắn nhau với đồng đội tôi. Như cuối B có thằng ấy, nghe tiếng AWKM đâu ấy. Đó. Đồng đội mình cứ báo ở A, vãi trưởng ở đồng cuối B đây. Đấy. Nghe tiếng ăn bắn AWKM mà. Đúng ẩu, đúng bậy luôn. Rõ là nghe tiếng AWKM mấy ông này báo A. Nhưng mà chứng tỏ là thính giác của mình vẫn gọi là nhạy bén. Nghe chỉ cần tiếng súng thôi phát là biết địch ở đâu rồi. Không cần nhiều. Nhưng mà tiếng AWKM nó hơi nhỏ mọi người ạ. Quả tiếng AWKM nó hơi gọi là cũng gọi là đủ nghe. Nhưng mà kiểu là mình vẫn hơi băn khoăn. Không biết là mình có nghe sai nghe nhầm không. Tôi vẫn còn đang đinh linh. Ai chà. Đứng ở trong cái nhà này luôn hả? Kinh thế nhở. Cái bài này ngày xưa mình hay dùng lắm ấy. Nhưng mà lâu lắm mà không dùng. Chuồng chó anh em ơi. Trong B đó. Trong B kẻ chat như thế rồi vẫn nói cuối B anh em ạ. Tài thế chứ này. Lào nó ở trong B đấy. Ép thì ép lên chung đi. Rồi bắn luôn fan côn rồi. Thôi đừng có nói là clear nha. Hay rồi. Cái clan Lai Quốc là clan Lào mới tạo sao nhỉ anh em nhỉ? Cảm giác như hôm nay mới gặp ấy. Vẫn cứ đi nước đi. Xem thử cái độ bền bỉ của anh em nào. Hành lang này. Ây da. Hành lang hai thằng nhá. Trong B này. Ô cái địch bậy, cái thằng này nó leo cũng nhanh ấy chứ nhở. Thằng này leo cũng nhanh ấy chứ. Vừa mới thấy đu chui vào trong B phát nó đã leo đến cái lỗ rồi. Giỏi thế. Anh em mà canh cái hành lang cho mình cơ. Thì mình lên cái nước B nó đỡ bị lâu. Tại vì mình phải lắt léo để lé đạn của mấy thằng hành lang ấy. Thì ra là lên nó hơi lâu. Địch nó vào hết vị trí trong B rồi. Rất là khó chơi hoặc là báo. Mấy ông Barret này kê hành lang ngon. Nước B một này. Nhìn thấy cái chữ đỏ đó. Nhưng nó xuống nước B. Nó vẫn là dưới nước B ấy. B1. Hai rồi, lên B đi. Ấy giả đầu A. Thế mà thằng kia bảo full B, ok. Đầu A còn thằng này. Chà. Thủ thế nhở, anh em vẫn thủ thế nhở. Hay. Chà, tem bên kia đẹp thế mà đã thua 0-4 rồi.
Bên kia chứng tỏ là thủ yếu đấy. Hay là mình kiểu cũng có khả năng cao là mình có một cái quan điểm sai lệch, nhưng bên BL bắn nó sẽ mượt mà hơn. Nước này, nước B có thằng này. Đâu rồi? Cầu 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 cầu. Thôi bỏ đi, thằng mèo mu nó đứng ở trong cái chuồng chó đấy. Anh em mình đi lên A đi. Đó. Đi lên A cho nó free fire anh em ạ. Nhìn cái gì, nhìn cái gì? Nhìn cái rầm. Rồi. À quên mất, thằng này đứng ở trong chuồng chó. Hay. Nào, mỗi bài đứng hoài anh em ạ. Mỗi bài đứng một chỗ thôi. Chả có vẻ là hơi game nó hơi một chiều ấy mọi người nhỉ. Game này nó hơi một chiều ấy. 5 round rồi. Trời ơi. Bên GL mạnh mẽ lên xem nào. Vào rem zoom nhiệt thế mà ta. Ui giời ơi. Làm gì? Làm gì? Chạy rồi. Con thằng nhân vật đen chạy đâu rồi ta? Mẹ AB rồi phải. À đây 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 đây. Trong A, trong A, trong A sao? Lên 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 lên. Úi trời, hay quá xin ơi. Hay quá. Hay quá xa. Chà. Game này một mình tôi chơi à? 18 chết 2 rồi. Bên kia là đang có gọi là cái hiện tượng gọi là dùng dịch ao rồi. Có khi nào phải hãm phanh một chút không nhỉ? Bắn như này thì khả năng là low hook quá nhỉ? Nào. Úi giời ơi. Bắn này xong rồi, bắn này xong rồi. Cầu B có rồi. Trong cầu hay sao ấy, vào trong cầu ấy. Đâu nhỉ? Có thằng phốt trong cầu đâu nhỉ? Đâu? Đâu mất. À. Cái thằng mèo mu mình bắn chết mẹ rồi. Thằng thằng chuyên nhảy trong cái lỗ chó ấy mọi người. Má tưởng đâu nó vẫn còn đứng ở trong lỗ chó chứ. 21/2. Game đúng một người chơi luôn. Ba tôi làm gần như là lửa team hết lượt rồi. Ai da, ai da. Yeah, cánh nước đông thế. Nhảy nước bắt tôi rồi, pick tôi rồi. Cái hành lang đi anh em. Đúng rồi. Má tôi cầm M200 tôi ép cho. Ui. Khả năng rào thì thua rồi. Thua, 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 thua. Có lẽ là một round đánh dự ta. Rồi, con này đi ép thử cái hẻm A đi. À, đi cái nước bị bọn đấy pick kinh quá. Không đỡ được, không đỡ được. Rồi, cầu B có đây. Ây à. Hay quá. Chà, vãi trưởng. Má còn tưởng đâu quả mình hẹo cơ. Tự nhiên đi đầu A ba thằng ạ. À, vãi trưởng, mình đi hướng nào cũng thấy đông ấy. Má đi nước thì đông mà đi đi B cũng đông. Đấy, đi đầu A cũng đông luôn. Vãi trưởng thật. Làm bắn nước cầu A đi. Bắn này là đi thẳng cầu vào nhá. Bắn này anh em mình bay thẳng cầu vào. Đấy, anh em mình bay thẳng cái cầu vào này. Trời, đấu săn thằng kia nó độc luôn mình chứ. Vãi trưởng. Chết chết, bắt đầu có điểm rồi đấy, bắt đầu có điểm rồi đấy anh em ơi. Bắt đầu là ăn toàn một hai mạng rồi, có khi là không ăn được mạng nào, toàn liệm không này. Bắt đầu đúng cầu rồi đấy, khả năng chạy mẹ lướt đi lại ngon. Mà lướt cảm giác bị hơi lom do với đồng đội, không ai cover cái lướt cả. Rồi thua thêm round nữa rồi đấy. Thôi thua 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 round lại cũng được anh em ạ. Thua đi cho kiểu bên kia nó có hứng khởi. Chứ bắn kiểu này thì low hope quá. Nhưng mà trận này được cái ít kin. Tem mình nó bắn cũng được. Cố gắng làm cái 4x ở cái team này là ngon. Đấy, bọn nó vào đủ rồi đó. Cái đồ mày mới đầu vào thấy nhiệt đấy chứ. Đúng không? Anh em thấy lúc đầu vào nhìn cảm giác cái zoom rực rỡ không? Toàn tổng tứ lệnh rồi chữ đỏ các kiểu luôn. Nhìn phê vãi. Đầu A bay còn một thằng rồi đó. Nước B một thằng nữa này. À, bọn kia nó bay qua cái đầu A dẻo quá nhờ. Bắn M200 là không bắn được mấy cái thằng nhảy nhảy đấy. Kể cả có bắn vào chân nó không hẹo anh em ạ. Thành ra là bắn M200 và bắn hành lang rất là khó. Rồi. Nhẹ cái thằng mèo mun này, cái thằng mèo mun này nó cứ đứng ở trong cái lỗ chó này bắn khó chịu thế. Anh em biết tại sao mà mình thường thường mình biết nó đứng ở B ở cái chỗ đấy là mình sẽ lên A không?
lên A nó dễ hơn, tại vì mình đứng ở lúc B rồi mình bắn vào cái lỗ chó là nó bị thiệt đấy anh em. Mà lên B đâu phải là bắn được vào chỗ đấy luôn, lên B là còn phải check ở cầu B rồi đầu B rồi các kiểu luôn thì mới bắn được vào trong cái lỗ chó đấy anh em ạ. Thành ra là đứng ở lúc B rất là thiệt. Nhưng mà không sao, nó đứng đấy thì nó chỉ bắt được cái thằng lúc B thôi mọi người hiểu không? Đấy, nó sẽ không di chuyển được mà nó cũng không kiểu đi pick người cho đồng đội nó được. Cho nên là thôi không sao ạ. Sự hy sinh mất mát của mình là nó đánh đổi cho cái team mình nó win được. Đấy. Công nhận không anh em? Không biết đâu mà lay mai được cấp cái bằng chứng chỉ gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mà liệt sĩ nhỉ anh em nhỉ? À chiến sĩ chứ. Cấp cái bằng. Mình là kiểu là hy sinh anh dũng ấy. Rồi. Mỗi ván làm 4 thằng thôi. Làm lửa tem thôi, không cần nhiều anh em ạ, không cần clear tem, chỉ cần lửa tem là đẹp. Đổi bên này. Một thằng top cân cả tem nó, phải không? À, một thằng top cân cả tem nó. Má tôi cân được có 4 thằng kêu cân cả tem. Nói thế anh em nó cười rồi đấy. Đấy, em phải bê rồi. Nào. Ui giời ơi, sói xám 10 sói xám. Ok, cũng tốt quá ta. Cú B còn một thằng nữa đấy. Nước này. Càng. Ui, hay đấy. Clear đi bạn ơi. Clear đi, clear đi, clear đi. Trận này hòm hòm được 30 kill rồi anh em ạ. Cũng ổn áp phết đây nhá. Hay. Hay quá. Hay quá xá. What's up man. Bên kia có thanh niên mèo mu này bắn được ấy. Nhưng mà mèo mu này bắn được thôi là chưa đủ. Bắn phải di chuyển linh động đi. Đừng bắn mãi một chỗ thế. Ok phát QB này. Nào. Nói xám. Bắn được không? Bắn được không? Ra solo QB này. Ít xời. Ít xời ơi. Yo. Mopi kill. Ui trời ơi. Ai trồng khoai đất này hả anh em? Ai trồng khoai? Tôi trồng chứ ai trồng. Ủa mà cái ông gì nhỉ? Thằng em Thành này cũng ở cùng clan kia Master à? Hôm qua hình như làm một cái clip ở đâu? Hôm qua hôm kia nhỉ? Cũng làm một cái clip của bạn gì nhỉ? Làm cái clip của bạn gì cũng ở clan Master rồi đấy. Mới hôm qua hôm kia làm xong lại quên mất tên rồi. Ẩu thế sao lại trí nhớ kém thật đấy. Chỉ nhớ là cùng clan thì phải, có phải không? FBI xem có đúng không? Cái clip hôm trước ấy. Làm cho bạn à bình gôn đúng không? Chuẩn không? Đấy. Làm cho ông em bình gôn. Ui bê đấy. Rồi ra đây. Ui đéo ra luôn anh em ạ, thủ đến chết à. Thủ đến chết luôn anh em ạ. Cú B có rồi. Trời ơi, lại 4 mạng, 4 skin luôn anh em ạ. May quá, tưởng đâu trận này được khoảng độ 3x thôi chứ. Thấy lúc đầu game nó hơi nhanh anh em ạ. Thế mà hòm hòm thế mà cũng có được có 13-3. Cũng win 13 round, bên kia win được 3 round. Top ăn hết à? Top ăn hết đâu, tại vì các ông hẹo thì tôi mới ăn đấy chứ. Chứ các ông sống, các ông pick người thì lấy tôi đấy thì tôi ăn. Đúng không? Anh em có nhận không? Đấy, như ván này này, anh em pick kết đi thì tôi lấy gì tôi ăn. Được xong rồi, gian hành năng đến chỗ này. Tự nhiên đến chỗ này phát nhảy ra biết là mình hẹo luôn rồi. Wow. Bên kia bật rồi, có mùi bật à? Bật sao được, đúng không? Bật này chỉ có bật khóc thôi anh em ạ, không thể nào bật được. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Ok kìa. Sao check vào trong A nhỉ? Ok kìa. Sao trong A có ai đâu tự nhiên đi vào trong A check trong A. Bú win thôi sao tao cũng âm mạng nhỉ. Hay nè, câu nói này hay nè. Khi nhận là cái gọi là cái sự gọi là thật thà của bạn đấy nhá. À, bú win thôi mà cũng âm mạng. Được vãi trưởng. Bú win không giả.
Đục đạn nhiều thế mà không thể nào ra luôn anh em ạ. Ra đây. Chà, không ai ra luôn. Cái địch mệnh nha, vừa bỏ tâm địch đi, trực trực đi lên cái thì nó lại ra chứ không kịp vẩy tâm chứ. À, nhiều lúc nó như vậy đấy anh em ạ. Kiểu cái sự kiên nhẫn của mình nó hết rồi ấy, bắt đầu định thu tâm lại thì nó lại đi ra. Hay rồi. Mà có lẽ là ảo hai cái round cuối là mình không ăn được thằng nào không? Sống trọn ở tuổi 40 không? Hành lang của B1 đấy. Chà, chạy luôn à? À, chạy luôn anh em ạ. Đi đâu xa xôi thế nhở? Ôi dồi ôi. Ôi ôi, vãi trưởng à, vớ thằng treo lại còn vớ quả C4 nữa đúng không? Ông này gọi là vớ được vàng rồi. Vãi trưởng ạ. À. Lên trên nhà nó xong là lại còn bắn chết thằng treo xong lại còn gặp ngay quả C4. Mẹ đúng gọi là thời tới thì cản không kịp đấy anh em ạ. Tại sao có thể sự trùng hợp và đỏ đến như vậy được? Nhìn hướng cái đảo hai hướng đều vào. Ui dồi ôi. Anh em phải đảo hai hướng đều đều và cứ nhìn một hướng này. Anh em đảo view là anh em phải đảo liên tục nha, chứ anh em đảo như ông này là rất dễ bị kiểu nó mu lên nó bắn này, hoặc nó đi ship lên nó bắn này. Tại vì cái tham minh rồi cứ đưa lưng này, cái tham minh này nâu nâu này. Mà không thấy phải quay lại ngát lắc liên tục vào. Đứng một góc này tham hết rồi, thằng kia đâu ta? Đủ. Đấy, nhà hồi sinh nhà nó kia. Ôi, ông này không nghe phốt rồi. Tôi nghe anh cộp phát, anh không biết anh em nghe nó phai không, nghe cộp cái. Có lý nào anh em không chốt là để tôi chốt phát này không ta? À, cái gì cũng phải đến tay luôn ấy, lần nào là cứ lên map boy cái là anh em không chốt là phải để tôi chốt anh em ạ. Không chốt ai của B có ai của B nó nhìn mình chưa ta? Đậu xanh má. Cái tai nghe của mình mà nó không bị giật 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 ấy, nó bị mất tiếng anh em ạ. Nó bị mất âm thanh mà. Cái pha của QB lúc bắn nhau với hai kia bị mất âm thanh, chả nghe tiếng gì, bắn kiểu tù mù luôn ấy. Nó bắn mất tập trung thật. Cái tai nghe đợt này nó bị sao á. Nó cứ kiểu là lúc được ấy, kiểu là lúc là nó cái tai nghe của mình ấy, lúc là nó kiểu nó có tiếng, lúc thì nó bị mất tiếng. Đấy. Xong rồi có lúc thì nó không mất tiếng nhưng mà tự nhiên âm thanh nó bị nhỏ đi. Đó, nó bị nhỏ hẳn đi ấy, giống kiểu mình vặn volume nhỏ xuống ấy. Nhưng mà kiểm tra tai nghe này không phải nhá mọi người. Tai nghe mình vẫn ổn áp, vẫn bình thường, mức mức mình để ở cái mức tai nghe là mức 70%. Mình chỉnh lút mình vẫn thấy nó 70% mà tự nhiên lắm lúc mà nó đang nghe rõ xong tự nhiên nó bị nhỏ đi. Đó, vãi trưởng. Ô, có khi nào phải đầu tư con tai nghe khác không ta? Tai nghe được em Tuấn thì dùng, em kỷ niệm cái đợt ra Hà Nội dùng tạm của em Tuấn. Rồi, chốt 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 không dây dưa nhiều. Bên kia lên 6 rào rồi đó. Lên lên. Cuối về có rồi. À, chạy QB lại còn phốt nữa cái ông kia. Ra 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 ra. Cha nào. Đổ mấy ông đồng đội cái ông chen vãi. Đã đi phốt rồi lại còn chen xong còn đi liếm kin cùng chứ. Vãi trưởng thật. Nước B à, nước B à. Đã đi phốt rồi xong là còn chen đồng đội. Xong lại còn lại còn vét quả cả của đồng đội luôn. Vãi trưởng. Mà ông sống, ông nghĩ ông sống vậy có được không hả ông? Cái ông rùa tốc độ này. Ông ấy ông sống vậy ông có thấy hài lòng với bản thân mình không? À, đồng đội lên mở đầu, mở đầu cho thì phải nhường đồng đội người ta ăn kin chứ. Cái khi nào tôi làm xuống thì ông ăn kin thì đỡ bực. Tôi chiến công đầu mà tôi lại không được ăn kin, ông đi ông vét của tôi này. Ô thằng này chạy đâu nhanh nhở? Ok. Đậu xanh. À lúc vào đầu A, mải tập trung quá, chả biết này ở đâu. Ok, thôi clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.